Đây là trong đây là một series những bài tập về chân mông không bật nhảy dành cho những người có thể lực yếu mới quen bài. Ok không ạ? Hoặc là bị khớp gối thì chúng ta tập bài này nó nhẹ nhàng. Chúng ta làm quen mà nó vẫn hiệu quả. Chào mừng các bạn đến với kênh tập luyện của Tùng Pro. Và các bạn ơi, đây là kênh tập luyện đang là hiệu quả số 1 của Việt Nam dành cho những người chững cân và khó giảm cân. Các bạn hãy thử tưởng tượng đi, 1 tháng rưỡi đến 2 tháng nữa là tết rồi. Các bạn cần phải có một body như nào? Các bạn muốn xuống bao nhiêu cân? Các bạn muốn mặc bộ quần áo gì? Hay là chúng ta vẫn như là những gì? Con phì rủ béo ú lên để bạn bè chê cười. Nếu các bạn muốn một thân hình cân đối như những học viên của Tùng đây, như huấn luyện viên của Gùm đây, thì các bạn đang đúng đến nơi rồi đấy. Nếu đã đúng nơi rồi thì mình đã sẵn sàng chưa nhỉ? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bao nhiêu phần trăm rồi? 100% rồi, các bạn đến đúng nơi rồi. Và hãy nhớ rằng Tùng sẽ có một phần quà duy nhất dành cho tất cả những ai đang làm cái việc này. 10 bí mật giảm cân. 10 bí mật giảm cân từ Tùng Nguyễn, một chuyên gia giảm cân với hơn 15 năm kinh nghiệm và có hàng triệu người giảm cân theo kênh của Tùng rồi. 10 bí mật này sẵn sàng sẽ tặng cho các bạn khi các bạn làm việc này. Thứ nhất là các bạn hãy đánh thách thức của các bạn vào. Thách thức của bạn giảm cân là gì? Các bạn cảm thấy khó tập, các bạn cảm thấy làm sao không có thời gian, các bạn cảm thấy làm sao bị chứng cân khó giảm cân ABC, tất cả những thứ đó. Hãy đánh cái thách thức vào đó, vào trong cái link bên dưới của Tùng đây. Nó gồm có một là comment vào kênh YouTube của Tùng, kênh Tùng Pháo Đùng. Hai là chúng ta có thể đánh vào thách thức, trả lời câu hỏi vào kênh Tùng Nguyễn Fitness, hay là group 30 ngày giảm cân của Wow Fitness. Tùng cũng sẽ, như tất cả huấn luyện viên Tùng, sẽ tặng các bạn món quà này. Chỉ tặng cho những người tham gia khảo sát thách thức của bạn là gì. Ok không ạ? Hãy ngay lập tức follow kênh tập luyện của Tùng Pháo Đùng Style. Yeah. Rồi, để tay, chân. Tay, 3, 2. Yes. Rồi, chúng ta khởi động. Đó. Đó. Hôm nay thì Tùng sẽ đưa đến các bạn một thể loại mình tập chân mông, nhưng mà no jump. Có nghĩa chúng ta không bật nhảy. Đây là dành cho những bạn mà chúng ta mới tập thể lực còn yếu này, hoặc những bạn gặp vấn đề về khớp gối này, hoặc là những bạn gặp vấn đề về làm sao, kể cả nhịp tim, đó, lưng, thì chúng ta tập bài này hoàn toàn đó. Hoặc là thậm chí những bạn làm sao đang mùa râu, đúng không ạ? Chúng ta tập bài này không bật nhảy thì nó không bị ảnh hưởng đến cơ thể cả. Rồi, chúng ta chuyển bên. Tay để bụng. Rồi, 3, 2, 1. Lên. Đó, chúng ta giơ ngang ra, mỗi lần ra chúng ta thở ra. Đây là chúng ta khởi động. Chúng ta có thể để tay ở lên sườn, hoặc chúng ta để tay ở bên hông, bóp hông của chúng ta vào. Đó, khởi động thôi đã thấy mỏi rồi. Đó, hôm nay chúng ta chỉ tập chân mông thôi nhá. Đó. Những bài tập về thể lực ấy, thì không phải là ngày nào chúng ta cũng tập, mà nó phải có những bài về cardio thể lực, có những bài về chân mông, có những bài về thân trên. Nó phải phân ra nhóm cơ thì chúng ta tập nó mới đảm bảo tốt cho cơ thể. Ok. Rồi, thẳng này ạ. 3, 2, 1. Xuống nào, tay chèo 15 độ đan. 1, 2, lên. Ok, đúng rồi, em nói đúng rồi đấy. Anh làm lại nhé. Bên này trước. Đúng rồi. Rồi. 3, 2, 1. Xuống chéo, đan. 1, 2, lên, xuống, chéo, 1, 2, lên, làm từ tốn nhá, xuống, chéo, 2, lên, xuống, chéo, 1, 2, lên, xuống, chéo, thở ra, lên. Cái nữa nào, 1, 2, 3, ok, 3, 2, 1. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục là giãn phần cẳng chân và đùi chúng ta. Đây, chúng ta gập lên nha, hai tay ôm vào hông. Đó, và chúng ta giữ 30 giây. Đây, tôi sẽ làm cho mọi người nha. Giữ 30 giây. Những ai mà không quen thì chúng ta có thể bám tay vào cái tường, cái thành gì đó, cái ghế gì đó. Ok không ạ? Và không thì chúng ta đứng cố định như thế này. Căng. Ok, chúng ta từ từ đổi chân. Đổi chân nào. Bám lên. Căng. 3, 2. Đó. Chúng ta cố tình dùng cái bàn tay chúng ta
cầm sao cái bàn chân và bẻ lên thật căng, ép cái bắp chân vào trong mông của chúng ta. Đó, đúng rồi. Tất cả những bài tập về chân mông chúng ta phải tập trung khởi động rất là kỹ. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok, 3, 2, 1, xuống, xuống từ từ, lên, còn siết, thở ra. Chúng ta xuống, chúng ta dùng cái bàn chân của chúng ta đạp vào mặt đất để chúng ta bật lên nhá. Chúng ta không dùng cử động mông chúng ta lên. Đây, bàn chân đạp vào mặt đất bật lên này. Đó, dùng bàn chân đạp vào mặt đất dồn đập lên. Và lên chúng ta thở ra này. Thế nữa nào. Ok. Rồi. 3, 2, 1, đi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Tiếp đó. 3, 4, 1, 2, rất mỏi, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, về giữa, 1, 2, ok, không ra, 3, 2, 1, xuống, 1, lên chúng ta thở ra. Đó, tuyệt vời. Cái khớp gối của chúng ta, đầu gối của chúng ta sẽ xuống gần chạm mặt đất. Và chúng ta dùng đùi trên của chúng ta bật nó lên. Cái chân sau này của chúng ta chỉ có tính chất là để giữ cân bằng thôi. Đùi gối mới là cái phía chân bật lên. Bàn chân phía trước đạp vào mặt đất và bật lên thở ra. 3, 2, ok, chúng ta đổi chân ngay lập tức. Chúng ta đổi chân ngay lập tức. Đó, xuống nào. 1, đó, chúng ta dồn chân vào thân trên này, vào đùi trên này và bật nó lên. Đầu gối hướng theo phía mũi chân. Ok chưa, mọi người để ý đầu gối hướng mũi chân. Mọi người đầu gối mà lệch mũi chân là như này này là bị hỏng đầu gối luôn nhá. Nên đầu gối chúng ta làm từ tốn, hướng theo mũi chân. Xuống này. Đó, mũi chân như nào đầu gối như vậy. 3, 2, ok. Đó. Sau này cái bài này ấy, những bạn chân này chạm, 2, 1, đẩy ra, về, chạm gần mặt đất, cao chân lên và thở ra. Bài này là bài cắt phần đáy mông của chúng ta. Đây, chúng ta sẽ xem nhóm cơ tác động vào đây. Đây, cơ tác động vào đây nha. Đó, chạm nhẹ vào mặt đất và đẩy lên thở ra, đẩy lên thở ra, đẩy lên thở ra. Đó, ok cho mọi người. Đùi chúng ta hơi trùng nhẹ nhá. Chúng ta nhớ là đùi chúng ta hơi trùng nhẹ. Trùng nhẹ cái đùi, chúng ta không thẳng đùi này, trùng nhẹ đùi. Ok, chúng ta đổi bên. Chúng ta đổi chân. 3, 2, 1, đẩy lên. Chạm đất, lên. Cao nữa lên nào. Đó, đó. Yes, yes. Chúng ta tập bài này từ tốn nhá. Chân chạm này, đẩy ra này. Chỉ bị này giống nhìn tung nào, cũng rung. Xuống, đẩy lên. Yes. 9, 8, ok. Đó, đầu gối trùng nhẹ. Đây, chúng ta sẽ tiếp tục đầu gối trùng nhẹ. Đầu gối trùng nhẹ và đẩy lên. Ok. Đây là một series những bài tập về chân mông không bật nhảy dành cho những người có thể lực yếu mới quen bài. Ok không ạ? Hoặc là bị khớp gối thì chúng ta tập bài này nó nhẹ nhàng. Chúng ta làm quen mà nó vẫn hiệu quả.
3, 2, 1, xuống nào. Xuống, săn nhẹ nhàng. Về, xuống. Xuống, chúng ta xuống sâu nhá. Squat thực ra là giống như hiểu là chúng ta đang ngồi xổm vậy. Đó, nó căng. Đó, chúng ta hai chân khép sát và lại mở ra. Rất mỏi luôn. Mở ra em. Yes. Về khép sát chân này, mở ra, bật lên chúng ta thở ra. Đó, rất là hiểu, rất là tốt. Đây là một trong những bài tập kích hoạt nhóm cơ về chân mông đùi cực kỳ hiệu quả luôn. Yo, chúng ta vừa trải qua 30 ngày. Đây là một trong những series trong 30 ngày tập luyện giảm mỡ tăng cơ Tùng Nguyễn. Và đây là một trong những bài tập luyện về chân mông. Bỏ túi ngay 6 bí quyết, 6 động tác tập luyện về chân mông không thể bỏ qua. Đây là bài này. Nhưng mà trước lúc đó hãy dừng lại. Và hãy nhớ, hãy dừng lại để làm gì? Dừng lại để đánh ngay cái thách thức của mình cảm thấy khó khăn nhất trong việc tập luyện là gì. Vào ba kênh tập luyện. Một là comment vào kênh YouTube Tùng Pháo Đông Style. Hai là đánh vào follow, đánh vào kênh của Tùng Nguyễn Style hoặc là trong group 30 ngày giảm ngay bé mỡ cùng Hoa Fitness. Và chắc chắn 10 bí quyết giảm cân từ chuyên gia Tùng Nguyễn này sẽ gửi đến các bạn những ai đánh thách thức của mình vào. Hãy nhận lần quà của mình. Yes. 3, 2, 1, bắt đầu, đẩy mông ra, xuống tịch, yes. Đó. Nhớ là chân chúng ta gập xuống thì cái biên độ của cái đường mông chúng ta xuống nó sẽ dài hơn. Mọi người thấy không? Và xuống này, căng lên khắp hông ra và thở ra. Đẩy mông sâu về phía chạm vào gót chân của chúng ta. Chậm rồi. Yes, làm chậm thôi nhá. Hai, cái nữa nào. Ok. 3, 2, 1, lên. Chúng ta nhớ là chúng ta phải duỗi cái bàn chân ra và gồng cứng như này thì lên nó mới hiệu quả. Và biên độ chân của chúng ta ngắn thôi, như Tùng này. Căng ra, rất là mỏi. Nhớ nhá, nếu mà chúng ta để chân như này thì nó không ăn bằng duỗi chân. Nhìn thấy bàn chân của Tùng đang duỗi không? Chúng ta gồng duỗi ra và lên thở. Đó, chúng ta làm 30 giây bài này. Đó, rất ăn. Trông vậy thôi nhưng rất ăn. 2. Rồi, chúng ta thu chân về từ từ. Chúng ta chuyển chân. Đặt chân xuống mặt sàn và duỗi ra. 3, 2, 1, lên. Và thở liên tục đúng đúng. Đó, thấy không? Duỗi chân ra. Gồng cứng cái đùi lên thì nó mới hiệu quả. 10 giây nữa nào. 9, 8, 7, 5, 3, 2. Ok. Nào, 3, 2, 1. Ngang. Vế. Duỗi. Ngang. Vế, duỗi và thở ra. Rất ăn. Cái nữa nào. Ok. Bốn, ba, hai, một, ngang, vế, duỗi. Tất nhiên là khi chúng ta tập cái chân không thuận ấy thì chúng ta cũng sẽ chưa quen. Nhưng nhớ một nguyên tắc là chân chúng ta, bàn chân chúng ta luôn luôn phải duỗi ra. Giống Tùng này, thấy cái bàn chân không? Duỗi này. Lúc nào cũng phải gồng cho cái bàn chân nó thẳng ra đằng sau. Năm. Ba, cái nữa nào. Duỗi lên. Ok. Rất mỏi luôn. Rồi, bây giờ tập xong chúng ta phải giãn cơ. 3, hai chân hép này. 2, rồi, từ từ nằm xuống. Kéo căng phần háng của chúng ta. Đầu chúng ta chạm vào chân hoặc là chạm vào sàn của chúng ta. Và giữ nguyên như vậy. Các bạn không giật giật như này. Nhiều bạn giật giật như này. Không giật giật. Căng hết cỡ và giữ nguyên. Thứ tư ạ. Giữ nguyên 30 giây. Và chúng ta hít sâu vào, chúng ta thở ra từ từ.
chúng ta có cảm nhận phần háng của chúng ta đang bị căng ra không? Nếu cảm thấy phần háng của chúng ta căng, có nghĩa là chuẩn. Rồi, ok. Sau chúng ta đẩy chân dài ra. Hai mũi chân mở lên phía trước và tay nắm mũi chân và gập xuống. Gập người xuống. Chúng ta sẽ thấy rất là căng cái phần cẳng chân ở đằng sau của chúng ta. Vì đây tại sao lại căng? Tại vì đây là bài tập làm cho chúng ta giãn phần cẳng chân. Đó, giãn phần cẳng chân này tránh trường hợp nhiều bạn là bị sụt rút chân này, hay nhiều bạn là do bị chấn thương cẳng chân đằng sau hoặc chấn thương đùi. Thì chúng ta có nhiều cách để chúng ta có thể cầm cái tay bẻ mũi chân của chúng ta, hoặc chúng ta cầm vào cái cổ chân của chúng ta, hoặc là để lên đùi nếu dành cho những ai mà chúng ta không gặp một số hướng. Rồi, tiếp theo chúng ta đẩy chân ra như này, một bên tay đan vào đây và người vặn ràng sau nhìn lên phía bầu trời. Tay khuỷu tay chúng ta sẽ tạo ra một lực ngược với phía đùi chúng ta và ấn xuống, thì thấy phía hông của đùi chúng ta được căng ra thì nó là hiệu quả. Nhớ là chúng ta phải vặn tay người lưng đằng sau vào nhìn lên trên. Khi chúng ta nhìn lên trên thì trong chuyển động của cơ thể nó sẽ tác động thêm vào cái phần lườn của chúng ta. Chúng ta giữ 30 giây và chúng ta từ từ chuyển. Rồi chúng ta duỗi chân này ra, trở lại như cũ. Ta đá chân lên, bắt ngược ra, đẩy tay xuống má mở lên, đi lên trên. Ok, sau đó thì chúng ta làm tư thế quỳ như này, thành công. Xong chúng ta nằm xuống và dán giữ ngay người ra. 3. Oh, rất dễ chịu. Nhớ là mông chúng ta phải chạm vào đâu? Chạm vào gót chân. Và tay chúng ta hướng dài ra hết sức có thể. Người gập xuống và hít hơi để thở ra từ từ. Ngoài bài này nó giúp cho chúng ta giãn chân và giãn tay vai thì sao? Nó ép nó bước vào và đẩy ra những cái hơi xấu, tổng xấu ra khỏi cái đường hơi thở ra, rất là tốt. Yes, ok. Chúng ta đã vừa tham gia một bài tập No Jumping về chân mông vô cùng hiệu quả. Chúng ta hãy cùng đón chào một series những bài tập mới cùng với Thùng Nguyễn. Ok. Wow, 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 wow. Chúng ta vừa tập xong rồi. Hình ảnh tưởng tượng của các bạn đâu rồi? Có đang hiện về trong đâu không? Chắc chắn là không thể hiện được về luôn đâu. Tại vì vừa tập xong thì rất là mỏi mệt đúng không? Nhưng mà chúng ta hãy gồm 30 ngày mỏi mệt như thế này, ăn cơ nhai cùng với Tùng Pháo Đùm, thì chắc chắn rằng body của bạn sẽ được ngày ngày đẹp hơn rồi, mỡ sẽ đánh bay hơn rồi. Và chúng ta tưởng tượng như nào thì hãy tham gia cùng với Tùng Nguyễn. Hãy tham gia cùng Nguyễn, các bạn đúng đến nơi rồi. Yes.